Để giải bài toán về đầu tư cho khách hàng quan tâm đến bất động sản cao cấp hiện nay, ngày 27 tháng 9 vừa qua, tại khu nhà mẫu The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, TNR Holding Việt Nam cùng hai nhà phân phối độc quyền dự án Gold View là công ty bất động sản Danh Khôi và công ty cổ phần đầu tư Khương Thịnh đã phối hợp với đối tác tài chính chiến lược là ngân hàng Maritime Bank tổ chức sự kiện Cơ hội đầu tư tại khu phức hợp bậc nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 300 khách tham dự với hơn 100 khách hàng VIP của Maritime Bank. Đây là quang cảnh sự kiện Cơ hội đầu tư tại khu phức hợp bậc nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại nhà mẫu The Gold View vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Đông đảo khách hàng quan tâm đã đến tìm hiểu dự án, không chỉ để tìm một nơi an cư mà còn tìm cả cơ hội đầu tư khi mà thị trường bất động sản phân khúc cao cấp đang hết sức sôi động kể từ đầu năm nay. Dự án The Gold View tọa lạc tại mặt tiền đường Bến Vân Đồn được xem là một trong những con đường ven sông đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Khu phức hợp này hội tụ nhiều tiện ích nội khu hiện đại với trung tâm thương mại rộng hơn 18.400 m² do CBRE quản lý, ba hồ bơi rộng hơn 700 m², vườn treo và đài phun nước đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cách mặt đất 80 m. Cùng với đó là các tiện ích cộng đồng khác như phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng đọc sách, khu vui chơi và vận động cho trẻ em. Những lợi thế cạnh tranh nổi bật này đã đảm bảo cho cư dân The Gold View không gian sống hoàn hảo. Và đây cũng là lý do vì sao dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Đối với dự án của bên The Gold View của chúng tôi thì hiện tại đã khởi động mở bán từ đầu tháng 6 cho tới giai đoạn này là tháng 9. Thì rất nhiều khách hàng đã quan tâm tới dự án này và đã sở hữu rất nhiều những cái căn hộ tại đây. Hầu như là hơn 90% những căn hộ đã được giải quyết cho cái đợt bán đầu tiên. Không chỉ là nơi lý tưởng để an cư, theo các chuyên gia bất động sản, dự án The Gold View còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với khách hàng trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng hạn hẹp. Còn luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sửa đổi đã tạo nên sự thông thoáng đáng kể cho thị trường. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ và Quốc hội đã có những cái thay đổi điều chỉnh trong về luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi đã tác động tới rất nhiều về cái niềm tin của nhà đầu tư. Cái điều thứ hai chúng ta cần nói tới là về cái quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 có hai điểm cần quan tâm. Thứ nhất, trong quy hoạch này là cái sự hạn chế về phát triển dân số của các quận trung lõi trung tâm thành phố như quận nhất, quận 3, quận 4 và sự hạn chế cấp phép xây dựng các công trình cao tầng tại các khu vực quận lõi của trung tâm này. Thì cái điều này nó tác động tới vấn đề là cái nguồn cung của thị trường trong thời gian tới sẽ rất là hạn chế, mà cái nhu cầu sở hữu căn hộ hoặc đầu tư tại các khu quận lõi trung tâm này thì ngày càng gia tăng. Để mang lại cơ hội đầu tư bất động sản với khả năng sinh lời cao cho khách hàng và giới đầu tư, khách hàng khi sở hữu căn hộ The Gold View sẽ được cung cấp những giải pháp tài chính lãi suất thấp và thủ tục giải ngân nhanh chóng với sự hỗ trợ của ngân hàng Maritime Bank. Về phía ngân hàng có đưa ra các cái gói chính sách hỗ trợ lãi suất cho những nhà đầu tư cần huy động vốn, đặc biệt là gói lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, hoặc có thể lựa chọn gói thứ hai là 3,99% trong 18 tháng đầu tiên, giúp cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn và có nhiều cái tính toán hơn để tối ưu hóa cái lợi nhuận. Ngoài ra, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn khi mua căn hộ tại The Gold View. Bên cạnh việc nhận nhà hoàn thiện với mức giá 2,2 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ, khách cũng có thể lựa chọn giải pháp nhà hoàn thiện nội thất liền tường hoặc giao nhà thô. Với lợi thế cạnh tranh về vị trí, tiện ích, giá bán, phương thức thanh toán, sự hỗ trợ từ ngân hàng và sự tham gia của nhiều đối tác uy tín, dự án The Gold View được xem là hội đủ tiềm năng sinh lời cho khách hàng. Từ phía chủ đầu tư cũng như hai đơn vị phân phối độc quyền cũng đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi trong quá trình mua bán để đảm bảo cái tỷ suất lợi nhuận 5% trong từng đợt mở bán để tối ưu hóa cái lợi nhuận của các nhà đầu tư. Kể từ khi ra mắt từ trung tuần tháng 6 đến nay, dự án The Gold View đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường bất động sản khi nhận được sự quan tâm của khách hàng. Chủ đầu tư TNR Holding Việt Nam cam kết luôn thực hiện mục tiêu mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng bằng việc hợp tác với nhiều đối tác uy tín như là Cotecans, CBRE, Atelier Group để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, cũng như hỗ trợ khách hàng về mặt tài chính bằng những chính sách thanh toán linh hoạt. TNR Holding Việt Nam cũng cam kết đưa ra giá bán cạnh tranh kèm theo các chính sách ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn, các chương trình khuyến mãi với tổng giá trị giải thưởng lớn để tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.